Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em làm một cái video ngắn chia sẻ với cô chú, anh chị và các bạn cho mọi người xem cái cây lan của em. Em trồng vừa dưỡng ngòng này, em trồng hàng bóc trụ đây. Chậu này là em chia sẻ với cô chú, anh chị và các bạn cách trồng. Thì bây giờ nó đã bắt đầu nứt rễ rồi. Thì em mời mọi người xem những cái nụ hoa của nó. Và em cũng đã bắt đầu cắt bỏ bớt nụ hoa rồi, cắt bỏ bớt đây ạ. Em cũng đã cắt bỏ bớt đây, tại em cắt ở trên đây đây ạ, tại vì nó tới 6 ngòng hoa lận. Đây ạ, em cắt bỏ, em chỉ chừa lại 3 thôi. Tại vì em thấy á, chuỗi hoa thì cũng rất là dài, nó cũng có sức sống. Nói chung là cây mình chưa thuần á, nhưng mà như thế này thì cũng tạm ổn định ha. Và bây giờ nó đã nứt rễ ra rồi. Đây ạ, rễ nó đã đang sưng rồi, đang bung rễ ra rồi. Thì vấn đề hôm nay em muốn gửi tới cô chú anh chị và các bạn là khi mình trồng cây lan ngọc điểm á, mình tạo dưới một cái khay nước này. Em kinh nghiệm của em thì cũng có khi chưa bằng cô chú anh chị đâu, nhưng mà em thấy rất là hữu hiệu, vì là em áp dụng cách này á, em thấy nó rất là hiệu quả. Thứ nhất là nó có thể phát triển được nụ, nụ vẫn phát triển đều và phát triển đẹp, không hề bị teo, rất là cân đối luôn ha. Đó, và nó còn có thể ra rễ nữa, thì là cái hơi nước này này nó bốc ẩm lên á, nó tạo ra độ ẩm, môi trường rất là quan trọng. Bây giờ em mời mọi người coi này, dàn lan của em trên mái nhà nha. Nhưng mà nó có cái cây lọc vừng đó đó. Thì đó, mọi người thấy mái nhà này, mái nhà này. Tức là em làm, em hàn cái dàn trên mái nhà để em trồng lan, em chơi lan vậy thôi. Tại vì dưới lại là một cái khung sắt nữa. Mọi người thấy dưới chân đây là khung sắt này đây ạ. Thì rất là, em thấy vậy cũng rất là hiệu quả rồi. Nếu khu vườn nhà mọi người mà có đủ nắng, đủ gió, đủ ẩm, tại vì cái riêng cái hàng ngọc điểm này này là nó rất là ưa nắng ưa gió ha. Phong lan thì cần phải có nắng có gió, đó là yếu tố quan trọng nhất giúp cây lan mình nó phát triển tốt. 3 ngòng hoa rất là đẹp. Cây bên cạnh thì em chỉ chừa có 2 ngòng thôi. Dạ đây ạ, dưới đây 1 ngòng nữa. Thì hai này được 5 ngòng. Em cứ ráng chăm sóc, em vẫn để y như vậy dưới cái khay nước. Tại hiện tại bây giờ là rễ nó mới bắt đầu búng ra thôi, chứ nó chưa có xuống nước đây, cho nên không sợ nó bị hư cây. Hơi nước vẫn bốc hơi ẩm lên. Nếu mọi người sợ cái nước này có muỗi, có loang quăng, thì cô chú anh chị và các bạn có thể cho vào đó vài hộp muối, hoặc cho vào đó ít bencona, nói chung là chất sát khuẩn gì đó ha. Cho muối thì hay nhất, muối nhưng mà ít thôi, mấy hột thôi, hơi mặn mặn thì cái loang quăng nó không ấy được. Hoặc thuốc muỗi y tế nhá, thuốc muỗi y tế cũng được. Nếu mà muối á, mọi người mà để nó dính lên lá thì sợ nó bị dạng bị mặn, nó bị hư cái đó, lá đó đó. Chỉ như vậy thôi là cây lan của mình nó phát triển rồi. Và bây giờ mình chăm sóc như thế này, tại vì cây của mình á, đúng ra nếu nó có rễ ổn định rồi thì mình chỉ dưỡng sơ là mình có thể ngắm hoa được rồi. Nhưng cây của mình vẫn chưa có rễ ổn định, vẫn đang quá trình chăm sóc, cho nên em vẫn tiếp tục tưới phân. Hôm nay em sẽ thay thế một xí. Thì dĩ nhiên là Atonic là phải có rồi mọi người, tại vì Atonic cũng là chất kích rễ cực là hay ha, và nó điều hòa sinh trưởng. Cây nó đang có hoa nó cũng rất là tốt luôn, nó sẽ hỗ trợ cho hoa to hơn đó. Thì đây vẫn là kinh nghiệm riêng của em thôi. Nếu như cô chú anh chị và các bạn thấy video của em hữu ích thì hãy cho em xin một like nha. Kết hợp với B1, B1 thì 1 mi, Atonic 4 giọt. Và hôm nay em sẽ thay thế một xí, đó là em cho 20 đều. 20 đều. 20 đều này thì em cũng pha tỷ lệ là 1 gam cho 1 lít nước, tại vì nó dạng bột. Đó, giờ em lặp lại nha. 20 đều, 1 gam. B1, 1 mi, Atonic 4 giọt, kết hợp cho 1 lít nước. Và cứ 3 ngày tưới một lần, em chỉ tưới 2 lần thôi, tức là hôm nay em tưới và 3 ngày nữa em tưới. Sau đó thì nếu khi hoa nở mình có thể tưới B1 là được rồi ha, tại vì bây giờ là nó cũng gần nở rồi. Nếu mình tưới nước nhiều là cũng có thể chậu này kịp Tết đây, tại vì hôm nay cũng là ngày 23 ông táo rồi, còn 7 ngày nữa thì em sẽ ráng chăm sóc. Em sẽ cập nhật chậu lan này một lần nữa xem nó phát triển ra sao cho mọi người coi cây lan em trồng nó có phát triển được không nha. Thì tình trạng bây giờ là cây cũng vẫn là phát triển rất là tốt, lá nó cũng hơi nhăn lại một xí, nhưng mà khi cái rễ này nó ra đó, nó lấy được hơi ẩm đó. Đó, nó đang sưng lưng nất luôn này này. Nó lấy được hơi ẩm là rễ nó sẽ căng trở lại nha mọi người. Cô chú anh chị và các bạn cứ yên tâm, điều đó là dĩ nhiên rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video.